Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội đến các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, cấp huyện và cơ sở trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chủ trì phát biểu chỉ đạo. Dự tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị tập trung vào những nội dung chủ yếu trong kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Về giải pháp chủ yếu thực hiện kết luận 21 là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 điểm mới của hội nghị Trung ương 4 lần này. Một là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị, không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức Đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cùng với ngăn chặn đẩy lùi, còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Điểm mới thứ hai là mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Điểm mới thứ ba là bổ sung làm rõ đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ biện pháp trong thời gian tới. Điểm mới thứ tư là bổ sung hoàn thiện, toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để thực hiện có kết quả nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là cần thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình thực hiện kết luận và quy định. Nhấn mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng liên quan đến công tác con người, vì vậy rất khó, rất phức tạp, nhưng liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ nên phải quyết tâm làm. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tất cả từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động phá hoại.